Xin chào anh chị mình buổi chiều ở trên kênh của em nha Bữa nay thì em có lên cho chị mình là ba con đực bao bơi Thì chi tiết cái con đầu tiên này á, làm tách lẻ bán nha Sái mặt sẽ lưng đó thì bò này đóng nghiêm chỉnh nha Mong đích đồ cũng khất là muối bò nha anh chị Giái thì con bò này á, thì giái đi lúc lắc anh chị cũng thấy nha Giái bự to nha anh chị đủ hai hòn nha còn về dò cẳng thì bò này đi đứng anh chị cũng thấy ha Đi đứng là hoàn thiện Và, và nó không có tật lỗi như bú giò bú cẳng nha anh chị Bao nghiêm chỉnh còn hoàn thiện cho anh chị mình nha đó, bò này thì nó cũng có bông nhẹ nha. Anh chị mình thấy không? Có bông nhẹ ha. Bò này thì nó có bông mặt nè, bông dai. Đó, với lại là bông yếm, bông lường anh chị thấy không? Đó, bông giò nó cũng có ha. Đó, rồi dây dòng ba bơi này thì nó là dòng bò gieo phối nha anh chị, gieo tinh ha. Bò này thì em đo ngay xế lưng thì nó cao là 1m16 bò nha anh chị. Đó, 1m16 bò nha. Và con bò này thì nó trên 10 tháng tuổi Nó cũng có ra sừng rồi nha anh chị Bò này thì có sừng ha Đặc biệt thì con bò này thì nó giảm bỏng Thì nó đã có sẵn rồi nha Thì con bò này thì tại vì em chưa có con bò nào để cáp vô á Nên em sẽ tách bán lẻ cho chị mình Cái con bò này là 18 triệu 500 ngàn anh chị nha 18 triệu 500 ha Ở nhà mà cô chú chị mình có con bò như á đó thì anh chị mình mua về cáp nha đó, hoặc anh chị mình có nhu cầu để mua về chỗ béo ấy, thì anh chị mình cũng alo cho em. Con bò này chỉ có 18 triệu 500 à. Bây giờ em xem cái cặp bò lớn lỡ nha. Cặp này thì em bán cặp nha anh chị. Tại vì hai con này rất là đồng nha. Đó, mấy con này thì nó già tháng rồi nha anh chị. Em thông báo cho anh chị mình như vậy nha. Hai con này thì phải nói là cực kỳ là biên độ nha anh chị. Dông da rồi láng ngược đang thui nha anh chị. Đó, giái sổ hết rồi nha anh chị. Đó, hai con bò bê này thì à, ba đen hết nha anh chị hai con này thì phải nói hết biết con bò luôn Dài lưng đít mông rồi thì nó căng cứng hết luôn nha anh chị như trái banh nè à. anh chị mình thấy không rất là nâu bò nha anh chị rất là pin lực cơ bò lắm nha thì cái con bò lỡ đầu tiên này á, thì em đo ngay sẽ lưng á, thì nó cao là 1 m 22 bò nha bò này thì nó được 13 tháng nha anh chị đã 13 tháng nha rất là đẹp bò nha anh chị được lỡ lớn nha anh chị đó anh chị mình thấy con bò ha hết biết con bò luôn đó rất là cơ bò nha bò này thì nói là cái khung lỡ nha anh chị bò này thì nó đang sức lớn nha tại vì nó già tháng rồi mình nuôi thì nó mau ra bò lắm nha anh chị đó nó không còn nghèo ngọt nữa nha đó cũng như anh chị mình thấy không bò này thì chủ nhà ta nuôi là người ta cột hai dây không nha anh chị nên nó còn dây anh chị thấy không đó về anh chị mình cứ cột hai dây ha để mình nuôi tại bò nó lớn bò rồi nha anh chị nó không phải như bò nhỏ nhỏ đâu nha anh chị đó anh chị mình thấy bò ha hết biết con bò luôn đòn dốc lưng dai đều hở anh chị lưng đôi ha cụ rô nha anh chị anh chị mình thấy không hết biết ha con này mà nó dễ cổ anh chị mình thấy hết hồn bò luôn anh chị đó anh chị mình thấy rằng lưng ha lưng đôi nha anh chị đó lông da thì liền lạc giấy sổ to bự ha xương sóc thì mầm to lớn anh chị rất là đẹp bò luôn để em sang cái con số 2 vòng quay anh chị coi nè cái con số 2 này anh chị mà thấy không đó mặt mày này xá tích lưng dai anh chị ớn không đó mông đít thì rất là to ha thì giấy cũng sổ luôn anh chị đó, con này thì dò cẳng đồ chân móng thì chân trụ đứng thẳng to xương mầm á. chị thấy không? Lông da thì đen thui. Đó, lưng đôi đầu cổ thì nói chung là to bự hết nha anh chị. Đó, bò này chủ nhà ta nuôi là ta nuôi vỗ béo nhút chuồn không nha anh chị. Nó nó mau lên bò lắm chị, ta cột hai dây không à. Đó, tại bò này bò khung lỡ lớn nha anh chị. Thì cái con số 2 này á, thì em đo ngay sát lưng á thì nó cao là 1m23 bò nha anh chị. Hai con này thì trên lệch nhau có phân bò ha. Rất là đồng đều nha anh chị. Đó, hai con này thì nó được uh, 13 tháng hết rồi nha anh chị. Già bò rồi đó nha anh chị. Thì hai con bò này thì em bán cho chị mình giá là 50 triệu nha anh chị. Đồng giá nha, 50 triệu. Và cái đôi bò này thì em chỉ bán cặp cho anh chị, em hủ tách ra được nha. Đó, hai con này em bán cặp cho anh chị mình đem về nuôi thuốc vỗ béo ngắn ngày nha anh chị. 50 triệu ha. Thì sắp tới đây thì em đang có chuyến xe ghép giao về đất nông nha thì cô chú anh chị mình mà có nhu cầu mua những cái con bò ba bơi này á, thì anh chị mình hãy alo trực tiếp ngay sớm thoại trên màn hình cho em nha thì chúng ta sẽ chốt được mà những cái con bò ba bơi đẹp này nha anh chị Đó, những cái con bò ba bơi chất lượng ở trên kênh của em nha thì một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn và biết ơn đến anh chị mình gần xa đã theo dõi và tin tưởng bên kênh của em nha còn bây giờ em chào cô chú anh chị mình nè à.